nếu đúng chưa bị thấy được không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nè. Để mà giải quyết được không? Còn đến để anh. Em lùng anh, em lùng. Em lùng, em ngậu không có được. Để người bệnh nó thoát ra. Từ từ em, từ từ. Làm chậm buồn ngủ. Biết. Có thời gian chứ chưa, em mà hỏi cái lý mà to được thì tốt, hiểu không? Khoan, thời buổi này đúng là YouTube. YouTube. Vậy được chưa? Chậm gì được chưa? Rồi. Chậm rồi nha. Nè, làm theo bảo bảo kia ra. Làm theo kiểu quảng cáo nước mắm nè. Ờ. Khoan nghe, để anh Tâm rồi. À, tạm ngừng cái phải. Không. À. Bữa là xanh phòng đẹp ghê em. Đúng chuẩn Bến Tre luôn á. Bến Tre hết trơn. À thôi dữ. À, làm cái clip này mà thấy không kịp. Chuẩn Việt Nam luôn. Cái clip này mà thấy không kịp mới lạ hả? Cái clip này mà thấy không kịp mới lạ. Cái này quá dữ. Em cái gì anh, cái gì cũng Bến Tre, em gì cũng ai đi Đà Phở rồi. Thì bữa em quay làm bánh mì luôn, anh làm cho anh qua làm cho cái clip bánh mì luôn. Chuyên gia quảng cáo mà không làm không ổn, hiểu không? Đúng quá mẹ ơi, rồi xuống xuống kệ nổ một cái à, nó mới động nè. Rồi cái mình để gì nè, phải không? Ờ cắt hai đi, hai luôn đi. Em muốn qua mua cái bưởi cho nó nhỏ lại rồi, từ từ giảm ăn giảm. Ly này chấm ba từ từ chấm. Nó hở sẵn luôn rồi. À, không có chuyện mới chưa được á. Ba từ từ rồi. Rồi, từ từ nghe. Rồi, nói không để nói quay. Nước nhiều lắm à. Cái bữa này bữa đặc quyền luôn mà nó chảy rồi. Quá trời luôn. Để từ từ, không gấp không gấp. Rồi 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 anh tạm ngừng nè, em qua em bấm à, rồi em qua nha. Thấy luôn một cái đùi luôn. Ta chắc phải còn cắt ra chút xíu nữa rồi, chứ là làm nó không xa xuống. Biết sao nó bự quá. Đừng nó hư à. Sao hồi lúc đó tính sao ha, em cắt ra đi ép cho nó lại. Chắc gầm 2 miếng 2 lát. Không được được được. Vậy là hay rồi. Áo ra rồi. Không ra hết. Hết hết. Mẹ ơi, ra hết chạy. Đây mày. Cái này là làm đúng nha, cho nên chúng ta nha, mai mốt mà đeo bao tay vô, bán đeo bao tay vô. Nói trước để thiên hạ chửi chứ. Thank you.
luôn rồi. Bữa nay em khỏi ăn pha, khỏi pha đường luôn, ngon lắm. Thôi cái bàn bự bự chắc chắc á, để trong. Cái bàn này là vừa rồi. Nhưng mà cái bàn mà bự nó cao quá, cao tay mỗi tay mình vậy đâu rồi. Vừa rồi. Đó, đó, đó. Tao ý nói em tại mấy người cực của bộ nè, em bữa cực hơn em nha, nên là cái giá của em anh nghĩ 15 ngàn là chuyện ổn, không ai nói bữa này 15 ngàn bữa ngon, và thứ hai nữa là còn miếng làm luôn, bỏ đây bỏ đây à, khoan khoan chục ừ bỏ đi chục tính ra rồi bỏ đi rồi rồi cái làm đi bỏ vô cái kém gì hết luôn này xong không được rồi. Cái bữa nãy ngoài tao bán 15 ngàn. Hai ba bữa này à. Giá nãy ngoài tao bán 15 ngàn. Ờ này à. Vừa phục vụ rồi được em. Rồi. Rồi. Rồi cầm cái ly ly đó. Ba để em ăn. Em bỏ vào bữa nó bị đứt cổ ông than á. Rồi cầm đi, cầm đi. Đó tính sao? Cái đó cái gì? Khoan nó còn cái nữa để mở. Không biết nhưng mà cầm cho xong không đỡ đi. Cầm cho xong không đỡ nè. Rồi. Một trái bưởi, nước chín quy, chín nhiều. Ồ, cái này kia nha mà. Rồi. Cái gì mà nước quá trời. Ừ. Mình niệm trên, mình có trời.